Rồi, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em làm bài lab số 2. Bài lab này như thế nào? Đầu tiên mình sẽ tạo một 02 sẽ 01. Rồi. Finish. Đây là cái mà các em sẽ ra. Trước khi để xem thử coi nó chạy kết quả, thầy sẽ giới thiệu đi xem coi kết quả nó chạy như thế nào. Này. Bài số 2 mình có nhiệm vụ như thế này. Khi mình bấm nút start thì chương trình nó sẽ chạy. Đó. Sau đó mình bấm nút phát ra. Thì sau khoảng thời gian 1 phút thì nó sẽ tự động mở cái màn hình cũ của mình ở như cũ. Mình sẽ chờ một tí. Đúng 1 phút sau nó sẽ mở cái màn hình nãy ha. Đây. Nó mở quay lại đúng cái lúc mà nãy nha. Đây đúng 1 phút nó sẽ quay lại đúng cái màn hình này của mình được nha. Đừng là quá thức là đó là nhiệm vụ của bài này của mình. Mình sẽ viết một cái receiver để nhận một cái sự kiện xảy ra. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu. Thì cái bài này giống như này em đã thấy thì các em sẽ gần có hai cái button start và top. Mình sẽ vào đây, mình tạo hai cái button start và top. Cái hello này các em xóa đi. Cái button em kéo vào. Được nha. Rồi, cái button thứ hai cũng tương tự vậy luôn. Mình sẽ bỏ vào. Rồi chưa? Rồi sau đó mình sẽ gì? Thay đổi tên này. Để tên là start. Này rồi. Stop. Rồi button này btn start start này là btn start được ha. Rồi phải đi xem lý do vì sao nó lại báo lỗi chỗ này. Đây đúng không? Mình phải kéo lên cho nó ngang. Đấy. Rồi, đó rồi ha. Mình lưu lại. Rồi. Xong rồi design. Hết báo lỗi rồi. Rồi sau đó em khai báo hai cái button bên đây cho thầy. BDN start. Button BDN start. Nha. Rồi. Đây thôi. Rồi, công việc tiếp theo nữa mình cần phải làm đó là ánh xạ.
sau đó các em đăng ký xử lý sự kiện start chấm set on listener this start chấm set listener this rồi sau đó mình làm nhiệm vụ là gì make implement on listener. Rồi sau khi xong rồi mình sẽ gì bắt đầu xử lý sự kiện cho anh chàng này. Switch view chấm guest id rồi kl chấm id chấm btn start bridge rồi kl chấm id chấm btn start rồi bridge. Rồi, các em sẽ tạo một cái intent em sẽ tạo một cái intent để đăng ký xử lý sự kiện. Intent rồi nha. Và mình sẽ tạo cái intent bằng new intent, một cái mình sẽ làm main activity chấm this, một cái là my receive. À mình phải chưa ha, mình phải tạo thêm một cái broadcast receiver, order broadcast receiver, tạm đặt là my receiver đi ha. Rồi em finish cho thầy. Sau khi tạo cái my receiver này xong, quay lại đây my receiver chấm class rồi chấm first ha. Rồi này phải mình làm tiếp theo là gì ta, send broadcast receiver intent nữa nha. Rồi sau khi xong rồi mình chạy thử chương trình ha. Ở máy receiver của mình thì mình sẽ xử lý đơn giản ha. Mình chỉ sinh ra một cái task để thông báo thôi. Task.make_test context nội dung là báo thức của bạn. Và đưa vào đây là task.landlong.show à. Rồi chạy thử. Đây là bài 2 ha. Mình coi cho xem bài 201 nó chạy như thế nào. Rồi mình bấm nút start. Rồi xem thử rồi chương trình đang bị gì đây. Rồi, thầy biết rồi. Có thể là nó chưa biết có nhiều cái receiver và nó không biết xử lý cái receiver này là cái nào. Thì các em vào đây cho thầy thêm một cái được gọi là intent filter, đặt nêm cho nó một cái action Android name, đặt cái tên gì cũng được.
sẽ làm giống cái này luôn cho nó không trùng với anh chàng ngày khác. Rồi sau đó qua cái main activity mình trước khi nó thì mình sẽ gì hiện tên chấm set action đưa cái chỗ này vô rồi sau đó nó sẽ gửi đi. Rồi mình sẽ làm tiếp tục. Lúc này xem phải thế nào. Lúc này mới được này. Bấm start. Thiếu cái gì vậy ta? Rồi các em có thể xóa, nó bị lỗi là do cái dòng này, các em xóa giúp thầy. Đó, sau đó chạy lại nó sẽ là cái dòng này đây, phá thức của bạn. Rồi đó là cách truyền theo phong theo cách để mình gửi một cái BroadcastReceiver cho mình tự đi. Bây giờ mình sẽ làm tiếp theo cách để mình có thể truyền, và sau khoảng thời gian chạy thì mình muốn cho nó trì hoãn thì mình phải dùng bending intent trước. Rồi mình dùng cái lab manager em. Rồi mình sẽ dùng cái bending intent bằng bending intent ghép broadcast này sẽ lấy cái quyền gửi cái một cái broadcast từ cái anh chàng này, request code này, mã request. Nếu mà có nhiều cái tạo ra nhiều cái để gửi thì mình cần phải để cho nó biết và xử lý sự kiện tới cái receiver nào thì mình sử dụng cái intent ở trên. Đồng thời để cái plus thì mình sẽ chọn số 0 để biết nó xử lý. Rồi sau đó thay vì nãy mình tự mình viết cái này không thôi, bây giờ mình sẽ làm một cái con service, tự viết một cái hàm con service. Hàm này không làm gì hết, không có truyền tham số nhưng mà không làm gì hết. Rồi sau đó mình sẽ gì tạo cái phương thức đó ra. Con service này đơn giản lấy calendar để mà hồi chút nữa mình hẹn giờ nó bằng calendar chấm get intent. Rồi calendar chấm set calendar chấm minus calendar chấm get calendar chấm minus cộng cho 1. Mình chỉ cần tăng lên 1 phút là được rồi, chờ 1 phút là được ha. Rồi mình sẽ xuất ra thông báo chấm latest chấm this, có thể em dùng this luôn cũng được, đây chính là class này thôi.
lịch xảy ra, nó sẽ hiển thị cái thời gian mà sắp tới của đồng hồ mình. Calendar.yes. Calendar.minus. Rồi. Calendar.show. Rồi. Thiết lập cái thời gian thôi. Để thiết lập thời gian thì bắt buộc mình phải thông qua của hệ thống rồi. .getSystemService. Thì mình sẽ yêu cầu nó cái dịch vụ là alarm service. Tất nhiên nó cần một cái app kiểu. Cho nó kiểu là alarm service. Rồi, sau đó mình sẽ set cái này sẽ được lặp lại 3. Mình sẽ dùng cái theo cái tính giờ của điện thoại và nó sẽ set trên là milliseconds. Rồi, mình sẽ lấy nó vào đây và nó sẽ xử lý sự kiện dựa trên cái bi. Rồi, khi lúc này my receiver mình không xuất này không, nếu xuất này không thì nó không tự động alarm. Mình sẽ viết một đoạn code để ở đây nó hiển thị thông báo, đồng thời nó sẽ xuất ra, nó sẽ định thời và nó mở lại cái màn hình ở bên kia cho mình, cái màn hình cũ chuyển qua khi mà người dùng thoát ra khỏi. Navigation compass builder and builder new notification compass builder context set small icon .mip map .displayer .set content title, đặt tên cho nó là my notification .set content text hello world. Notification manager bằng notification. System service content application service notify, mình sẽ đặt giá trị là 001. Hồi nãy giá trị số 1 nữa. Là builder chấm build. Rồi, sau đó mình tạo một cái intent để mình chuyển nó về. Thì chấm set class name thì yêu cầu truyền vào đây hai thông số, thứ nhất là cái tên package của mình và thứ hai là tên class. Tên class thì mình truyền vào đây tên package và nhớ qua đây để lấy cái class của mình lại.
Rồi, sau đó xong. Rồi, sau khi xong rồi, mình sẽ chấm test class. Intent chấm class activity new task. Rồi, cho nó hình ảnh mới. Và cuối cùng là mình sẽ cho nó start activity, mà nó sẽ mở lại cái màn hình cũ cho mình được nha. Rồi em thích thì em đặt cái số 1 cũng được. Rồi sau xong em nói rồi, các em có thể build chương trình và chạy thử, và mình sẽ lấy ra giống như lúc nãy thầy đã demo cho các em xem ở lúc đầu. Rồi, dựa vào bài này các em có thể làm hoàn thiện tất cả các bài số 2, số 3 trong bài lab.